Hello các bạn, hôm nay mình sẽ quay sơ qua cái showroom 39 cây đời ở 39 Trần Bình, Cầu Giấy, Mai Dịch, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội nhé mọi người. Đây, quay chi tiết cho mọi người. Đây là cây thiên điểu nhá. Cây thiên điểu này thì rất là đẹp, nhìn hoa của nó này. Hoa vàng đỏ kết hợp với nhau vừa sang trọng vừa bắt mắt. Đấy. Còn đằng sau cây thiên điểu đây là cây phát lộc. Cây phát lộc, cây phát lộc rất là to. Đây, đằng sau cây phát lộc nữa là cây hạnh phúc. Thân dài, lá sum suê xanh mướt luôn, bóng loáng luôn, rất trời đẹp luôn. Rất là xinh đúng không? Này bạn Nhiên Thanh leo này, cột bạn Nhiên này. Rồi. Ở trong góc đây cũng là một cây thiên điểu. Thiên điểu đang có hoa điểu. Đúng rồi. Đó, cây tự bảo này. Tự bảo lá to xanh. Cây này cũng là cây phát lộc. Phát lộc này còn cây khác với cây phát lộc khác, đó là cây phát lộc này ấy, là có 5 nhánh nhá. 5 nhánh nó thể hiện cho cái ngũ phúc ấy. Đó là 5 nhánh để mình ngũ phúc này phát tài phát lộc. Đó, 5 nhánh. Mọi người xem kỹ. Cái phát tài to 5 nhánh này rất là đẹp. Rồi, đấy. Đây, ngoài đấy. Đây là một nhánh thôi nè, cái chùm này là một nhánh thôi nè, hai nhánh nè, ba nhánh nè, bốn nhánh nè, năm nhánh nè. Đó. Còn dây leo ở trên này là dây leo cây đô la, dây leo đô la rất đẹp, xanh mướt. Mọi người để ban công, để cửa sổ, để trang trí nơi trang trí phòng khách rất đẹp. Đó. Đây qua bên này thì đây ở dưới đây là cái cây chậu dây leo như này, cây son môi. Đây là xinh. Cây son môi này có hoa nha các bạn, đây có hoa nha, nó đang ra hoa đó, đang có nụ hoa dần nhé. Ở bên này cũng thế này. Cái son môi xinh là xinh. Cái cây này thì vừa nãy mình nói qua rồi là cây bình an đó. Đây này là cây đô la này, đây là bạn Niên Thanh nhá, bạn Niên Thanh dây leo treo dạng là dây treo rất là xanh mướt đẹp. Bạn Niên Thanh này thì cũng có rất là nhiều công dụng như là hút đó các cái sóng khí âm điện tử, cái điện tử. Bạn Niên Thanh màu đậm, màu nhạt này,
bạn nên thanh chầu bàn sữa này đó, cây vạn lộc này, bộ au rất là xinh mọi người thấy không? Lá này như ngọc bích, xanh ngọc bích đẹp quá. Đây là cây ngọc ngân nha, ngọc có nghĩa là ngọc bích, đó là nó quý giá, mà ngân nó là tiền rồi, là có cây này trong nhà là thôi rồi, mình vừa có tiền tài vừa có lộc. Cây này cũng là cây ngọc ngân nhưng mà cái loại này là cây ngọc ngân trắng, vì cái thân của nó rất là gì nhỉ, cái lá của nó màu trắng mà có cái viền xanh như thế này, nhìn nó trong trẻo đẹp. Đó. Cái loại này mình nó qua rồi. Đó. Đây là cây thông khế, cây bình an này. Đó. Xuân dưới này một xíu. Đấy là cái cây kim tiền con này. Kim tiền này rất là đẹp. Cây kim tiền này đang mọc vào chồi nữa này, đang mọc chồi non này. Đấy. Cây đại đế này, cái đuôi công này, đuôi công này lạ và đẹp mắt, cái đuôi phụng này, đấy, cái hạnh phúc loại, cái hạnh phúc này là loại trồng đất này, còn bên cạnh đó là cây đuôi công, đấy, cây đuôi công đuôi phụng này. Trên đây cái lá mà viền màu đỏ này, thân nó giờ này là màu xanh, đây là cây phú quý nha các bạn ơi, cây phú quý đó đẹp quá. Còn bên cạnh cây phú quý mà hồng hồng xanh xanh đỏ đỏ này là cây hồng ngân, thân trắng muốt, lá thì nhiều màu sắc đa dạng, hai cây mà để gần với nhau thì thôi rồi, rồi luôn đẹp mắt lắm, trang trí rất là đẹp. Đấy. Bên cạnh là cây đôi công này, bên cạnh là cây vạn niên thanh này, chầu bà sữa này. Đó. Đây trên này cũng là cây kim tiền hai loại chậu, đó là chậu chậu xanh này, đây, xanh ngọc bích này. Đây là cây kim ngân nhé. Cây kim ngân cũng có nhiều loại chỗ đây, ở vàng này, trắng này, rất đẹp. Bên cạnh này là cây phát lộc, cây phát lộc, phát lộc nhiều chỗ xanh nám này, cây phát lộc này mình mua về để trong nhà mang lại tiền tài lộc lá đến trong nhà mình này. Đây này, thế này, cây vạn lộc này, cây kim ngân này, cây kim tiền này, cây vạn phát lộc này, cây hạnh phúc, cây hạnh phúc loại này là trồng thủy sinh nhé các bạn. Có một loại vừa nãy mình nói á, là cây để trồng đất, trồng thủy sinh. Cái này là cây bình an, à đâu, mình nhập vạn niên thanh thủy sinh nhé. Đây là cây hạnh phúc này. Đó, cái trên cùng rồi các bạn ạ. Lưỡi cái đầu tiên nó là cái lưỡi hổ. Cái hổ dài này. Cái ngọc ngân này mình vừa nói qua rồi. Cái hổ này, cái môn nước này. Cái lan ý này, môn nước nữa này, lan ý lưỡi hổ này. Xong rồi là hồng ngân này. Đó, để là cả cái không gian của quán mình đây. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ qua số hotline 0855 để liên hệ và hỗ trợ nhận ưu đãi tốt nhất cho các bạn nhé. Anh nhai tay thì sẽ giảm 10 đến 20% cho đơn hàng đầu tiên của chúng ta. Đó.
cạnh của cửa hàng 39 cây đời.